Đây, xin chào các bác, hôm nay là video sáng ngày 24 tháng 10. Em quay một số hàng nù Hòa Bình, nù lá nhựa Phú Thọ cho các bác nhé. Hình đầu tiên, hình số 1 là 250.000. Hình số 1 này, 250.000 một thân này. Lá rất là đẹp, hơn 20 cm. Hình số 2, 2 thân, 450.000. Một thân hơn 20 cm, một thân gần 20 cm. Hàng này là em tách ra nhé, tách một giò ra để cho các bác sưu tập. Hình số 2 là 450.000. Thân lá rất là đẹp, thân rất là mập. Hình số 3, hình này là 4 thân 750.000. Hình số 3, 4 thân 750.000 các bác nhé. Những thân dài này là được gần 30 cm đấy. Thân ngắn này thì ngắn thôi. Hai thân ngắn và hai thân dài. Một thân là 20 cm, một thân là 30 cm. Và hai thân kia ngắn. Bốn thân này là 750.000 nhé, hình số 3. Đến hình số 4, năm thân này là 900.000. Năm thân 900.000. Đấy. Nù lá nhựa của Phú Thọ nhé, rất là đẹp, chưa có mật hoa. Đấy. Đây là năm thân. Thân rất là đanh thân, hàng cứng cây, tắt ngọn rồi các bác nhé. Hình số 9 400.000. Hình số 5 này là 1.200.000 6 mầm. Có 5 hình nù lá nhựa thôi ạ. Đấy, 6 mầm 1.200.000. Hôm nay em bán giá rất là rẻ cho các bác sưu tầm. Đấy, những cái thân này là gần 20 cm hết này. Gần thân dài này hơn 20 cm, có một thân thì ngắn hơn. Đấy. 6 mầm 1.200.000. Có một thân phi điệp tím Phú Thọ. Đây là hàng lá tre của Phú Thọ này. Hình 6 200.000, nó rơi vào hơn 40 cm. Hơn 40 cm hình 6 nhé. 6 200.000. Hình số 7 180.000. Cũng hàng của Phú Thọ. Lá tre 1 gang cũng hơn 40 gang các bác nhé. À, hơn 40 cm. Hình 7 180.000. Hình 8 này 250.000 là nó gồm có một mầm, hai mầm, một mầm dài và một mầm ngắn. Mầm dài nó được 60 cm. 3 gang và mầm ngắn nữa. Hình 8 là 250.000. Nên hàng Hòa Bình. Phi điệp tím ở Hòa Bình. Chậu này là hình số 9, 650.000, thân nù này. Đấy, thân thắt ngọn rồi, nó nù to. Thắt ngọn để chuẩn bị xuống lá rồi đấy. Hình này là 4 mầm. Mầm dài nhất được 20 cm. Những mầm kia thì ngắn hơn. Đây, những mầm này thì ngắn. Hình số 9 này là 650.000. Nù phi điệp tím Hòa Bình. Tiếp đến hình số 10 cũng là phi điệp tím Hòa Bình. Hình số 10 là 700.000. 5 mầm. 5 mầm các bác nhé. 2 mầm bên kia và 3 mầm bên này. Đấy, cái mầm này rất là dài, đẹp. Thân nù tát thắt ngọn rồi nhé. Hình mầm này là hơn 20 cm. Mầm này là 20 cm. Còn lại những mầm này thì ngắn hơn. Cái lá này thì nó xuống lá, nó thắt ngọn rồi, không cần ảnh hưởng gì đâu các nhé. Hình số 10, 700.000. 5 mầm. 5 mầm như thế này. Hình số 11, 2 mầm 400.000. Đấy, một mầm là này, một gang này. Hình này là rất là, thân này rất là đẹp này. Bố 2 gang, 40 cm. Dài là một thân khoảng 15 cm nữa. Hình số 11, 2 thân 400.000. Hình số 12, 800.000, 5 thân. Thân này cũng được 40 cm này. Thân này là được 2 gang, gần 2 gang. Thân này được hơn 1 gang. Những thân này thì ngắn hơn này, 15 cm. Thế này 10 hơn 10 cm. Cái thân này ngắn nhất này. Hình số 12, 800.000, 5 mầm. Mầm rất là họ đã chuẩn bị. Cái này đang đi ngọn nên nó chưa nù mấy này. Khi nào thân ngọn nó sẽ phình ra. Bốn chậu Hòa Bình cả nhà. Đấy là đùi gà. Đùi gà tròn của Lai Châu, hình số 13, 230.000 nhé các bác nhé. 230.000 này. Đấy. Chậu này là hình số 14, 150.000. Hình số 14, 150.000. Tiếp đến hình số 17. Hình số 17, 170.000. Hình số 17, 170.000 nhé các bác. Hôm nay em có 15 hình, hy vọng các bác lại ủng hộ vườn lan nhà em.
Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào các video sau ạ.